Quang Minh xin kính chào toàn thể quý vị, chào tất cả anh em nhà đầu tư cũng như là quý khách hàng của Quang Minh nha. Hôm nay Quang Minh làm cái video này để chào đến cả nhà mình một lô đất khá là đẹp nha cả nhà. Lô đất nằm trên mặt tiền đường số 387, một sẹt đường Nguyễn Văn Khạ nha các anh chị, cách đường Nguyễn Văn Khạ chỉ có mấy chục mét thôi, thuộc xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực lô đất này là gần đường tỉnh lộ 2, đi về trung tâm thị trấn Củ Chi khá là gần nha các anh chị, khoảng 2 km là về ngay trung tâm thị trấn Củ Chi thôi. Lô đất có chiều ngang mặt tiền đường là 30 mét này. 30 mét, dài là 39,74 mét, ở phía sau là 30,1 mét, khá là đẹp nha các anh chị. Đất này có đất ONT là 579 mét, lộ giới đường này là 12 mét nha, lộ giới đường này 12 mét nha các anh chị. Cái cuốn sổ này, địa chỉ là xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thửa đất là 525. Diện tích là 1.193,7 m. Đất ở tại nông thôn là 579 m, còn lại là đất trồng cây lâu năm là 614,7 m. Sổ do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 25 tháng 9 năm 2017 nha các anh chị. Cái lô đất này khách hàng gửi không có cái hình ảnh của miếng đất ha. Còn mình chỉ quay sơ cái cuốn sổ và cái bản vẽ hiện trạng ha. Có gì Quang Minh để test cái quy hoạch cái cuốn sổ đất này cho cả nhà mình xem. Bây giờ Quang Minh test cái quy hoạch cái cuốn sổ đất này cho cả nhà mình xem nha. Xã Tân An Hội nha các anh chị, Tân An Hội, tờ bản đồ. Như các video trước Quang Minh đã nói rồi, Quang Minh làm xem quy hoạch rồi có những cái là Quang Minh cũng xin lỗi cả nhà mình, là toàn thể quý vị, Quang Minh cũng hơi che một cái số thửa hoặc là cái tờ bản đồ lại. Cái này là cũng vấn đề tế nhị thôi, Quang Minh xin nói lại thôi. Quang Minh làm mục đích là để kiếm khách hàng. Đó, kiếm khách hàng để giới thiệu đến khách hàng để mua bán giao dịch những miếng đất đẹp như thế này. Còn Quang Minh cũng vẫn hợp tác với anh em chị em môi giới, nếu mà có cái thiện chí á, thì Quang Minh cũng vẫn cung cấp cái thông tin cho cả nhà anh chị mình môi giới mình xem, chứ Quang Minh không có giấu gì đâu, vẫn hợp tác để mọi người cùng kiếm khách và bán, thì có tiền dịch vụ thì anh em chúng ta, chị em chúng ta chia nhau mà xài nha, chứ Quang Minh không có giấu nha. Chỉ có điều là Quang Minh chỉ sợ những người là không có trung thật, không có thật thà làm ăn, không có cái tâm và cứ muốn là đi tìm chủ rồi kiếm khách hàng bán sản phẩm, là mình phải làm, mình phải biết sản phẩm từ ở đâu ra, ai là người cung cấp cho mình, chứ không phải tự dưng mà có nha các anh chị. Làm ăn phải có trước có sau, ai là người đưa cho mình thì mình phải nhớ người đó, và khi có bán được mình cũng phải gọi người đó để chia, 1.000 cũng chia mà 2.000 cũng chia đó. Còn mình thôi, còn mình chỉ nói sơ vậy thôi, rồi các anh chị mình tự hiểu ha. Đây là cả nhà, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi nè, quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân An Hội, điểm dân cư nông thôn cái ký hiệu của mình là số 89 ha, 89 nè. Cái thửa đất Quang Minh vừa bát vô đây, nằm trong cái khu màu đỏ này. Bây giờ Quang Minh vào cái chi tiết một phần 2.000.
tìm tới số 1 tới số 89 nha các anh chị. Ủa nãy 98 chứ, 98 à, 89, 89 đây. Rồi con mình bắt cái thửa đất mình vô nè cả nhà. Đây cái thửa đất mình đây nè. Đường lộ giới 12 mét y như trên sổ luôn ha. Hiện giờ là đang trên sổ là đường 387, nhưng mà sau này nhà nước mở rộng ra thì đặt lại tên đường là N1. Trên cái file quy hoạch thì như vậy, có sao Quang Minh nói vậy thôi. Đây là đường Nguyễn Văn Khả nè. Từ đường Nguyễn Văn Khả vô đây rất là gần nha các anh chị. Nguyễn Khả vô chỉ có 50 mét thôi nha cả nhà. Đó, từ Nguyễn Khả vô chỉ có 50 mét nè, Quang Minh đo nè, 50 mét là vô tới vị trí lô đất liền ha. Cái hướng này là hướng đi về đường tỉnh lộ 2 nè. Hướng này là hướng về thị trấn Củ Chi nè. Còn cái hướng bên đây là hướng đi ra đường đường Phạm Nhân Cội, đường Cây Bài á. Nhưng mà sau này đó là nó giáp với nó kết nối với đường cao tốc nè các anh chị, đường cao tốc Mộc Bài Tây Ninh. Để còn mình đo từ cái vị trí đất sau này đi vô cái đường cao tốc là bao xa nha. Cái đường cao tốc này á là nhà nước mình sẽ làm 100%, không có bao giờ mà không làm nha các anh chị. Cái đường cao tốc này cả nhà mình nghe cũng nói cũng nhiều rồi. 1805 mét, có nghĩa là đi sau này đi tới đường cao tốc là gần 2 km nha, 1800 mét nha các anh chị. Còn cái chức năng khu đất nè, mình mà nó nằm một ít bên cái dân cư hiện hữu nè, là bên đây nè. Còn bên đây là mà dân cư kết hợp sản xuất nha các anh chị. Lô đất mình nó nằm là có hai cái chức năng. Bên đây là dân cư hiện hữu một ít. Đất thổ cư mình nằm bên đây nè. Nói chung là nằm dân cư hiện hữu hay là dân cư kết hợp sản xuất là đều xây nhà được hết, không có vấn đề gì nha cả nhà. Đó, cái đây là đất nhóm nhà ở hiện hữu nè, còn ở dưới là đất nhóm nhà ở kết hợp sản xuất. Mấy miếng đất này đáng lý là không có dịch, là Quang Minh đi lên tận nơi quay thực tế xung quanh cái vị trí lô đất cho cả nhà mình xem, coi nó nhà cửa mật độ dân cư nó như thế nào. Nhưng mà đợt này dịch quá Quang Minh không có đi ra ngoài, Quang Minh chỉ ở nhà làm như thế này cho cả nhà mình xem tham khảo thôi. Nhưng mà miếng đất cũng khá là đẹp đúng không các anh chị, ngang 30 mét nha. Quang Minh nói lại, ngang mặt tiền này nè 30 mét, sâu vô 40 á, 1193 mét, có 579 mét đất thổ cư rồi, gần thị trấn Củ Chi ha. Từ ngay vị trí lô đất này chạy về ngã tư An Sương, Quang Minh đoán khoảng tầm 25 cây nha các anh chị, khoảng 25 cây, 25 26 cây gì á là về ngay ngã tư An Sương á. Tại vì từ ngay đây mà về thị trấn Củ Chi chỉ có 2-3 cây số thôi, cũng khá là gần anh chị ha. Hướng của lô đất này là hướng Tây Nam nha, hướng Tây Nam nha các anh chị. Và giá bán của lô đất này là 8 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng trên tổng diện tích là 1193 mét vuông, có 579 mét đất thổ cư. Số điện thoại của Quang Minh là 0937234579 nha các anh chị. Gọi Quang Minh cung cấp cái thông tin quy hoạch và giấy tờ và qua Zalo xem cho nó rõ ràng và kỹ càng hơn. Tí nữa Quang Minh sẽ làm một cái lô đất nữa 2000 mấy mét. Tại sao 2000 mấy mét? Cũng có 500 mét đất thổ cư nha các anh chị, cũng xã Tân An Hội này nè. Nhưng mà chỉ có 6 tỷ 2 thôi. Nó hơn 2001, gần 2002 á. Cũng hẻm xe hơi tới nơi. Nhưng mà lô đất này chiều ngang nó không được đẹp. Thì có gì để Quang Minh làm cái video tiếp theo. Quang Minh sẽ thông tin rõ cái miếng đất 2000 mấy mà chỉ có 6 tỷ 2 cho cả nhà mình xem. Tùy theo vị trí thôi, tùy theo cái diện tích mặt tiền như thế nào, đường xá ra làm sao.
tiền nào là của ấy nha các anh chị, đúng không? Quang Minh nói chân thành như vậy đó, tí nữa Quang Minh cả nhà mình nhớ theo dõi nha. Hơn 2.000 mốt luôn, có 500 mét đất thổ cư mà chỉ có 6 tỷ 2 thôi, cũng khu dân cư luôn nha, cũng thuộc xã Tân An Hội này nè, cũng gần đường đường một xẹt của đường Nguyễn Ngai Khả này. Thì có gì cả nhà mình cứ ấn cái nút đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo đi, để Quang Minh làm video up lên là báo qua điện thoại mình, là để cả nhà mình xem tham khảo, và có cơ hội ai thích thì có cơ hội sở hữu nha. Ok nha cả nhà, Quang Minh xin tạm dừng video ở đây, chúc cho cả nhà mình được thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sáng nay Covid thành phố Hồ Chí Minh mình cả nhà 909 ca luôn, trong khi mà thành phố Hồ Chí Minh là quá trời 600 mấy luôn, 666 ca, thiệt buồn dễ sợ nha các anh chị. Một con số là không thể tưởng nọ tượng luôn, trong đó là 208 ca đang điều tra dịch tễ đó. Quang Minh thông tin thêm cho cả nhà mình, nhiều lúc anh chị mình đi làm thì không có thời gian mà xem tin, thì Quang Minh cũng nói luôn, sáng nay chỉ có trong buổi tối á, mà 606 rồi, trong ngày nay không biết là bao nhiêu. Quang Minh hy vọng là ngày nay là sẽ giảm bớt. 208 ca điều tra dịch tễ rất là nhiều, mấy lúc trước là chỉ có mười mấy 20 ca là điều tra dịch tễ là mình đã thấy sợ rồi, mà nay là điều tra dịch tễ là đang nằm ngoài cộng đồng hay sao, nhiều lắm cả nhà ơi, sợ thiệt, không biết nói làm sao. Anh này anh comment nè, anh Chiến Nguyễn nè, các bạn đừng nói Sài Gòn, cố lên nữa nhé, tôi mệt mỏi con số quá rồi, phải nói Sài Gòn cố xuống. Có nghĩa là ý ảnh đó là Sài Gòn cố xuống là ca nhiễm là càng ngày càng xuống nha ảnh chứ cứ cố lên rồi cứ ca nhiễm và điều tra và dịch tễ cứ cứ lơ tăng hoài, ảnh sợ. Đối diện nhà có hai dãy phòng trọ cách ly nhưng họ vẫn cho con nít ra ngoài đùa giỡn với nhau, mấy chú dân phòng nhắc nhở rồi nhưng đâu vẫn vào đấy, nản với ý thức của những người này. Sáng đi làm ngang quận Gò Vấp, đếm sơ sơ những cũng hơn chục người đi tập thể dục và ba xe bánh mì hoạt động, ý thức như vậy thì còn lâu mới hết dịch. Nói chung là anh Đức nè, 208 ca điều tra dịch tễ ngoài cộng đồng còn nhiều, mong mọi người tuân thủ nghị định 16. Rồi anh ten ten gì đây là 208 ca điều tra dịch tễ ở Sài Gòn, tôi đọc mà thấy nghẹn lòng, thiệt buồn thiệt chứ đúng không quý vị? Quang Minh thấy cũng lo và buồn thiệt, không biết cái đợt dịch này thành phố mình bao lâu nữa là sẽ khống chế được đây. Hy vọng là trong cái thời gian 15 ngày vàng này là sẽ dập tắt cái con Covid này. Thôi chỉ có thông tin sơ như chút xíu vậy thôi cho nó cả nhà mình biết thêm một tí ha. Quang Minh xin tạm dừng và hẹn gặp lại toàn thể quý vị nha, bye bye.